cầm dao hù dọa mọi người rồi nhảy xuống kênh cố thủ. Chiều ngày 13 tháng 9, lực lượng cứu hộ cứu nạn công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tiếp cận, thuyết phục một người đàn ông trong trạng thái không tỉnh táo, cầm dao cố thủ dưới kênh. Khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, người đàn ông khoảng 30 tuổi có dấu hiệu không tỉnh táo cầm dao đi trên đường, hù dọa mọi người. Khi bị người dân phản ứng, người này nhảy xuống con kênh ở Lái Thiêu, thành phố Thuận An rồi ôm bình nhựa bơi qua bơi lại không chịu lên bờ. Nhận thông tin, công an phường Lái Thiêu cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn công an thành phố Thuận An có mặt tại hiện trường, vận động nhưng người này không hợp tác. Lực lượng cứu hộ phải mặc áo phao bơi xuống kênh tiếp cận người đàn ông, đồng thời yêu cầu các hộ dân gần đó đóng cửa để phòng đối tượng lên bờ sông vào nhà. Ban đầu, đối tượng cầm dao hù dọa, chống trả, tuy nhiên ít lâu sau, người này chấp nhận buông dao, lên bờ. Đối tượng lập tức được đưa về trụ sở công an phường Lái Thiêu để lấy lời khai.